Đây là mẫu nhà máy Nhật ba mái mới nhất năm 2023, với nền sơn chủ đạo là màu trắng và màu xanh. Ở phía bên ngoài thì có một cái sảnh rất là lớn, và nhà này thì thiết kế là được 4 phòng ngủ, một gian khách và một gian bếp. Diện tích lên đến 135 m². Nền nhà thì được lát hoàn toàn bằng đá, rộng 1,5 m. Trần thì được đóng trần thạch cao, và màu sơn nội thất bên trong thì được sơn bằng màu trắng. Ngôi nhà này thì thiết kế gian khách rất là rộng rãi. Phía bên phải của ngôi nhà thì được bố trí làm phòng thờ, và cái cửa này sẽ thiết kế một cái mành để cho phòng thờ có thể thoáng khí. Tiếp đến sẽ là hành lang đi ra đằng sau. Ở đây sẽ thiết kế được 4 phòng ngủ. Phía bên trái là phòng ngủ của bố mẹ, và phía đằng sau này là các phòng ngủ của các con và ông bà. Rất là rộng rãi. Bên trong này cũng được lát bằng đá. Và đây sẽ là không gian bếp. Không gian bếp này thì được lát và ốp hoàn toàn bằng đá tự nhiên, có diện tích rất là rộng. Mình có hỏi gia chủ là làm gì mà đá nhiều thế mà để ốp và lát hoàn toàn cái gian bếp này, thì gia chủ có bảo là đá nhà làm ra, thì mình cũng không hiểu được là gia chủ đang làm cái nghề gì mà làm đá thế. Ngôi nhà này thì gia chủ bảo là không mất một viên gạch ốp và một viên gạch lát nào cả, hoàn toàn là làm bằng đá không, kể cả nhà tắm lẫn nhà vệ sinh đều được ốp và lát hoàn toàn bằng đá tự nhiên cả. Và đây là khu vực phía sau, có nhà vệ sinh và cái không gian rất là lớn cho hoạt động phơi đồ hoặc nấu nướng ở đằng sau này. Mỗi khi có dịp lễ Tết hoặc có cái dịp anh em hội tụ thì không gian này rất là thoải mái để cho gia chủ có thể hoạt động. Và bờ tường phía ngoài này cũng được ốp hoàn toàn bằng đá tự nhiên luôn. Làm như thế để cho anh em hiểu là gia chủ không có gì ngoài đá tự nhiên cả. Và như vậy là chúng ta đã tham quan xung quanh một vòng bên trong ngôi nhà. Còn hiện tại đây là nhìn bên ngoài của ngôi nhà. Theo đánh giá tổng thể bên ngoài của ngôi nhà thì rất là cao ráo và chắc chắn. Cái cách phối màu của màu sơn và màu của mái nhà rất là ấn tượng, khiến cho người xem thật sự là bắt mắt. Anh em nào mà đang có ý định xây nhà thì có thể tham khảo cái mẫu nhà mái Nhật ba mái này để có thể xây dựng ngôi nhà cho mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái phần chia sẻ của mình. Và nếu các bạn mà cảm thấy hay và có ý nghĩa thì nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những cái video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.